Dạ, lời đầu tiên mình xin chào cô chú anh chị gần xa hôm nay cùng vào bếp với mình nha. Mình xin chào cả nhà. Mình chào cả nhà. Rồi, bữa nay gia đình nhà bếp nè, mình làm món cơm sườn, đổi món cho anh chị Năm nè ăn. Đây, sáng giờ chồng mình mua được cái máy sườn nè, sườn rất ngon, sườn non. Đây, một dĩa sườn nạc, để một hồi mình nấu miếng súp cho anh Năm dễ ăn nè ha. Đây, cải chua với dừa chuột đó, ngoài chợ mình trộn mình ăn kèm với cơm sườn. Rồi qua đây mình có lạc xưởng rồi nè, lát mình luộc nước trước rồi mình nướng luôn. Rồi mấy trứng vịt mình ốp la ăn cơm sườn, trứng vịt ốp la ngon hơn trứng gà đó. Rồi hai củ gót, ba củ rồi phải lăng tây để mình nấu súp đó với cà gót đó, dưa leo mình ăn kèm với cơm. Rồi đây gia vị mình: dầu hào, tương ớt, mật ong. Mật sườn mình chỉ ớt dầu hào với tương miếng tương ớt thôi, còn mật ong này á là một hồi mình nướng thịt nó gáo cái mình chét mật ong lên. Rồi người Năm này chổng mông luôn, không biết ăn tráng miệng anh. Thôi vậy thôi, để em ốp thịt nha chị Năm. Rồi chị nấu cơm đi ha. Rồi chị ốp cơm đi. Xin chị ốp cơm, để em bầm tỏi ớt cho anh ốp thịt nha anh. Trời ơi, rồi thôi làm đi, anh đi ốp sườn. Sườn vợ mình đã rửa sạch hết trơn rồi. Chồng nó làm mà chẳng khu luôn á. Rửa sẵn cũng như là rửa sẵn để chị Năm đi bán về là vô là mình nấu nướng thôi. Đó, để đỡ chị Năm phần đó. Rồi mình cho thịt vào thò mình ớp thôi. Đó. Em để mua. Em bầm miếng tỏi hành tím cho anh ớp thịt cho anh. Rồi được. Thịt sườn ngon là vợ mình mua. Ngon quá. Dạ. Ở đây. Thịt đâu? Mình đi sớm mới có thịt đó chị, sao thịt nó ngon chị? Thịt thì phải có dầu hào. Được, thịt có dầu hào hết không? Rồi, vừa đủ thôi. Hai, mình cho tương ớt vô. Tương ớt này cũng vừa phải, cay the the, Năm ăn được. Rồi, tương ớt kẹo ngon á. Rồi, mình cho vô hai muỗng nhỏ bột ngọt thôi, vừa phải ăn vừa được rồi. Thì trong dầu hào này tương ớt nó cũng có gia vị sẵn rồi. À. Đây hành tím mình bầm cho anh rồi nè. Đây. Cảm ơn anh. Dạ cho vô đi anh. Mật ong thì mình nướng gáo thịt cái mình vét mật ong lên. Mật thịt thì phải ra tỏi hành tím nè, thơm. Cũng dặn thì vô mùng tiêu đi, thơm. Anh lạc xưởng này mình sắc ra làm hai mình luộc hả anh? Đúng rồi, chính xác. Mình sắc làm hai đi. Dạ. Mình luộc. Sắc làm hai trước rồi mình mới nướng em ơi. Dạ. Thịt mình ấp thịt khỏi cần muối, muối nó cứng, thịt nó cứng ngắt hả? Mình cho thêm cỡ chừng muỗng nước mắm đây. Nằm cùng sườn hồi còn trăng mắm nữa. Cả nhà ơi, thông cảm cho mình nha. Bữa nay xe múc bột muối dưới sông nè, sông Gạch. Tới con chòi của mình làm bếp rồi. Quá ồn rồi. Có cái gì sơ sót cả nhà thông cảm bỏ qua cho gia đình mình nha. Rồi giờ mình trộn thịt lên. Anh là sườn quá ngon. Hấp dẫn. Dạ. Hồi luộc nước lại mình nướng em nướng em ơi. Dạ lát em luộc rồi. Nó lạc xưởng em phải luộc nước trước để em thôi nó gắt dầu em. Dạ. Chị Năm, giờ hôm qua có cái thau thịt em ớt nè, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. À, một hồi ăn chắc hai dĩa luôn á. Quá hấp dẫn luôn. Sườn non. Thịt công nhận thiệt chứ. Đi sớm mới thêm. Chợ đi sớm. Dạ, ăn cơm sớm thịt ngon quá chị. À cái gì vậy chị ơi, mình tiền nào của nấy chị. Mình kệ nó mình mua thịt ngon ngon vậy nó ăn nó. Bữa nay máy ồn quá chú ha. Dạ ồn quá chị ơi. Sáng bên. À, tới bên mình rồi. Nó cũng làm vài bữa nữa tới rồi chắc cũng ngưng rồi chị ơi. Rồi không quên hành tỏi. Tỏi nấu ơi. Sớm dạ. Nó tỏi nấu ơi, còn ngày nè. chết rồi. Làm cho ông con được rồi. Bữa em quên tỏi, bữa em quên gia vị. Làm biết nhờ có chị Năm nè, chị Năm giúp em cái kéo chị Năm. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Năm. Rồi, cho Khánh nguồn mấy chén kéo này sạch sẽ đẹp quá. Giờ ra mấy cái kéo đẹp là chất lượng. Rồi, cũng dầu hào còn có này rồi hết rồi. Tương ớt cho nửa bịch thôi. Cái bịch xốp này không thể quên được. Nhờ chị Năm
đúng rồi, hồi lên ăn thiếu thiếu gì chú Tám ơi chết luôn. Cái này mà buôn bán mà làm kiểu này thôi khách bỏ về chứ khách nhiều chứ gì đâu, bỏ về chứ chị Năm lấy con thun buộc lại mà em chị Năm em gì chứ lấy khách bỏ về rồi. Đúng rồi, phải có cái bịch này, thịt chưa chưa nướng là thấy mùi vị nó bốc lên là ngọt ngào ngạt luôn. Quá hấp dẫn luôn chú Tám. Quá hấp dẫn. Có cái bịch gia vị vô á chú. Quá hấp dẫn, ngồi ăn hai dĩa nha. Hai dĩa luôn. Thôi dĩa gửi thả đi. Khi chờ đợi em sắc cà chua ra em chọn không chị ơi? Chị bắt nước trụng thịt. Dạ. Giờ mình bắt nước sâu đây mình trụng thịt. Mình sắc nó vừa vừa ăn thôi cho nó thấm. Dạ. Mình sắc nhỏ nhỏ nè, cho 5 bé bi dễ ăn chút. Với mình trộn cho nó thấm nữa. Nó vừa vừa thôi, được rồi. Không cần sắc bự quá. Vừa ăn thôi. Bỏ vô cái mâm này đi, chút mình trộn. Bữa nay mình ăn cơm tấm mà ấy cơm sườn á, mình có dưa leo chuột á cả nhà ơi. Dưa leo chuột này ăn hết sảy luôn á. Chút mình trộn chung với cải chua luôn. Bây giờ dưa cải mình đã sắc xong rồi nè cả nhà ơi. Mình đã bóp nước nó sạch sẽ rồi nè. Bây giờ mình cho vô miếng đường nữa để cho nó thấm, và một chút mình bằm tỏi ớt mình cho vô luôn. Đây. Mình cho 2 muỗng đường đi. Mình chậm đi cho nó thấm nè. Một chút mình bằm tỏi ớt mình cho vô luôn là ok luôn. Chảy chua này mà ăn với cơm sườn là hết sảy luôn. Sáng mình đi mua được dưa leo chuột mình cho vô luôn, mình trộn luôn. Leo chuột vô mình trộn luôn. Đây mình trộn cho đều lên. À, hấp dẫn chị Năm. Hấp dẫn dưa leo chuột này giòn lắm thím. Dạ giòn giụm mà chị, ngon lắm chị. Ờ giòn giụm luôn hả thím? Dạ. Giòn quá, vụ giòn giụm. Giòn giụm luôn à. Chị Năm ơi. Ơi. Người ta chở củi gì lại kìa? Chị đi bán kim dạ. Vô coi chị ta chút vừa sắp được mình không có vừa được chú ơi, mình mua gì đi được rồi chú tư rồi tay giúp chị nha. Dạ dạ. Sau đó bỏ muối vô cải bán lời lắm, nhiều lấy tiền lời một buổi đi được rồi. Cái đầu là không chụp được không, có chụp được không, cần đuôi đó chị, đuôi đó dễ chậm đấy, cái bự cái nhỏ gì chậm, cái này 200 này là 1,2 cái đuôi là 4,6. Dạ. Anh ba thấy vậy em về đốt lên nhà đâu em hỏi. Dâu hỏi ơi, hỏi dâu. Gặp ba vui tính quá trời ta đây. Đâu có gì đâu. Để em vô lấy tiền trả chị. Vậy là bốn đu. Bốn bó đu nữa. Năm bó lá dừa. Năm bó lá dừa nó cộng luôn bao nhiêu? Năm bó lá dừa 25 ngàn quá đông nha. 5 ngàn á, 25 ngàn đó. 40, 40 cái này à. 160 với 25 ngàn, 185 ngàn. Đẩy ra liền không? 185 ngàn. Chưa có đẩy được em đâu gì. Không, chừng nào quở mà đẩy ra. 185 ngàn đó chị. 185 ngàn. Làm sẵn cây cọ bằng cái tàu chuối nè cả nhà, để hồi cái mình nướng thịt chăn thịt rồi cái mình là chét mật ong lên cái này được rồi, vẫn dễ cầm. Bớt em đi bán rồi vậy kiếm cái tiền quá trời phải kiếm mới được, tiền gì quá kiếm mới được. 185 100 chị cái đó khổ tâm vô vàng à. Làm ba khổ tâm vô vàng, hát bỏ nhạc luôn đi. Làm khúc khổ có đâu hát khúc khúc nha, mẹ nhạc khúc mà chị 185 mẹ 100 đó chị 185 cái này 100 cái này 180 nè 100 nè.
50 với này 40 này 50 canh nè. Ăn 80. Phải nha. 85 nữa rồi em cảm ơn. Vậy là phần nợ lại đây phải không? Nghe nợ 4. Ủa tâm vô vàng. Ờ ca đi, ca đi, ca khúc đi. Nước sôi thêm 8 ơi. Này chị. À để chị luộc thịt, trụng thịt. Trụng thịt mình bỏ miếng muối vô nè. Ủa sao máy làm thinh gà chắc bệnh dính rác rồi đó. Làm thinh rồi đó. Nó mướn người lại tháo rác ra quá trời chị. Hèn chi thấy bu 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 không tâm đó kìa. Dạ. Thịt mình trụng mình đổ ra. Cảm ơn khán giả nè, góp ý kêu mua cái gỗ nhôm nè. Hôm nay mình mua gỗ nhôm mình đổ thịt vô. Mình rửa lại nha. Chị ơi, ở đây chị bắt nước lên chị luộc cho em đặc sưởng đi. Ở đây em bào cà rốt với khoai lang tay luôn chị. Đây, em mình nấu lên nướng nha. Dạ. Củ cà rốt này sáng em kiếm củ vuông dài 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 mà dễ bào quá chị, không có. Nó có cái củ gì nữa mà cái bự cái nhỏ. Nó có bên bự bên nhỏ à, cũng bào được. Đây em bào luôn, chẳng mình nấu canh luôn chị ơi. Mình ăn cơm sườn á, mình phải có tô canh cho anh Năm ảnh húp. Để ảnh khô quá chị. Mình vừa hết củi thím Tám. Dạ, hai ông bà chở củi ra được tiếp. Dạ. Củi khô queo luôn à. Ờ, người ta chở củi vô cho chị. Chặt cái mình sắt vô cử thôi, khỏi phơi. À, vậy được đó chị ha. Để nước sôi mình luộc sữa. Cũng là lừa sữa luôn hả chị? Ừ. Mình trụng sẵn rồi, lát cho anh Tám anh nướng luôn hả chị ha. Vậy mình luộc lạc sữa rồi nè, vừa chín mình vớt ra. Nước mình nấu cả thím Tám ơi. Dạ. Mình đậy nắp lại cho nó mang sâu. Năng cơm chùi rồi nấu được cơm quá trí thím Tám ơi. Đầy nồi luôn rồi. Cơm gạo sớt tới sức. Thế mình đầy nồi luôn thím Tám ơi. Quá trời bữa nay cơm đầy nồi luôn rồi chị ơi. Bữa nay mình ăn cơm trường mình lấy mình nấu đầy nồi cho nó, ăn cho nó sướng cái miệng. Lẽ mình ăn chút xíu cái hết cơm mình ăn mình nấu nữa sao chị? Nói gì? Dạ. Mắc ngon hay thím ha. Dạ mắc ngon, ăn vậy là mắc ngon chị ơi. Nói nhiều nhiều đi. Bữa nay chắc ăn hai dĩa luôn á chị ơi. Ở đây em bào củ cải xong rồi bây giờ em sắt luôn nè chị. Đây nè, mình có cái cây này mình sắt xéo xéo vậy á, mình nấu. Bữa nay cô bác làm kiểu này. Bữa nay đẹp vậy, rất kiểu kiểu vậy nè, đẹp vậy. Nấu canh cái kiểu này, kiểu này kiểu nọ cho em nhỏ nó mừng. Kiểu luôn đó. Dạ. Chị Năm ơi. Ơi. Bây giờ thịt nãy giờ em ốp cũng cỡ 15-20 phút rồi. Ốp lâu quá không nó cứng thịt. Thôi bây giờ mình có hai lò. Chị Năm sang cái lò này qua bển trả cái bếp lại chị. Bên đây sáng này chú dễ nướng. Dạ, dễ nướng. Vậy em dễ coi cái màu thịt đó chị. Ừ. Rồi để sẵn em nãy có lửa em đốt sẵn. À. Nhắc chính này. Dạ, chính này chị nhắc cho này qua bệnh này. Rút củi qua ha, bệnh này em nhúng tan. Đây, mình nướng thịt thì cho mấy cái dĩa này xuống. Này phải để sát này mới được. Mấy cái dĩa này là mình phải để cho nó kín đáo, mình giấu. Em út nó ấy lắm, mình không có bà con với cái, mấy cái này đâu. Để vô á, thịt mình, da thịt mình đụng vô cái xèo á, nó cũng như là bánh xèo vậy. Đỏ lên liền. Nó không có bánh xèo mà dám chả giò nữa chứ. Đó, chị Năm chị nữa nãy giờ chị luộc thịt rồi nè, sẵn có lửa than nè, mình bỏ than vô thêm. Thằng đây cho than vô luôn. Mình nó hơi cao nè. Đó, mình kê lên hơi cao rồi bây giờ mình bỏ than cho nó nhiều vô. Mình dễ nướng, có than nhiều nên nó thịt nó đều. Vậy nước sôi mình thả thịt vô. Thứ Tám mới nấu cho anh Năm nè. Chị Năm. Cái máy nó êm rồi, nó nhẹ, nó khỏe. Đâu hả chị Năm? Cái này bị dính rác đó chú. Dạ. Thấy trong nhà và cả nhà mình thông cảm mấy bữa đó máy chạy vậy đó. Mấy nó ồn quá cả nhà không nghe được gì ha. Anh ơi, em nấu nước mắm kẹo lắm, mình ăn cơm sườn nó ngon lắm anh. Phe gì tưởng làm gì ngon là nước mắm cũng phe hoài vậy nè. Ở đây bầm tớ luôn ơi. Bỏ thịt đây vô phe nữa kìa. Áo thịt vô phe. Bỏ chừng với bà luôn. Ở đây em bầm tỏi ớt luôn. Em bầm tỏi ớt nè.
sẵn em làm nước mắm, giờ em trộn vô cải chua miếng nè. Rồi khâu đó không ngon rồi anh luôn. Mình ăn nước mắm này mình bầm cho nhuyễn nhuyễn á. Đừng làm mà khen ơi, mình đi ăn cứ dạ. Nhớ chúng ha. Chị ơi, bữa nay em làm 5 chén hết luôn chị. Bạn Nguyên thôi ra cho 10 điểm mà 8 nữa đó. Rồi bây giờ than mình cũng đốt cũng đỏ rồi nè. Nó chín than hết rồi. Nướng thịt được rồi. Ở đây em xắt hành ngò chút mình bỏ vô canh, mình cho vô canh anh, nó thơm. Rồi, bây giờ tới giờ nướng rồi mình cũng phải đốt lên cho nó thấm đều gia vị. Mà nãy giờ mình cũng thấm rồi. Bóp cũng cỡ 10 phút rồi. Quá hấp dẫn rồi chị Năm ơi. Quá hấp dẫn hả chú? Chắc hồi ăn thịt không ăn cơm. Nãy thiên tám mình nói phải ăn hai dĩa kìa. Mấy cục bự mình cho nằm giữa nè. Quá wow, lên cái xèo liền, than mình nướng. Nướng thịt là than phải vậy nè, bị cái bếp mình nó hơi cao. Than này mình phải chân chở nó liền liền mới được. Thịt nó săn là bắt đầu mình quét mặt ong lên. Vì quét sớm quá nó bị cháy. Dạ, tả ra thấy ngon em ta nè. Dạ. Anh Năm anh bệnh nữa, anh ăn bự quá khó ăn lắm. Đó. Quá wow, thôi mình nhiều, hơi nhiều nè. Hơi bị nhiều á. Mình nướng ăn hai dĩ đi, ăn hai dĩ đi. Mưa thứ 8 ơi. Mưa vậy chị? Mưa rành mất thứ 8 ơi. Tháng này mà còn mưa chị ha. Tết mà mưa. Mưa hả? Để em sắp thịt đều đều rồi em hát bản mưa cho chị nghe luôn. Ừ. Có bản mưa. Không? Có bộ mưa bản mưa là không? Cái này bí mật. Bạn... hát rồi biết liền. Chứ không phải mưa bụi vậy? Không, bản này chắc ít nghe hát. Nó cũng quen thôi. Nhạc của chú Chí Linh hát hồi xưa á. Nhạc này em hồi xưa em rất là mến mộ chú Chí Linh á. Rồi, đó, hát chị nghe bây giờ chị em khi hát là chở chị chở thịt em nha thằng bữa nay nữa đó. Ừ. Là rồi hai bà cử em nữa. Ừ. Rồi hát đi chị coi cho. Chị nói mưa phải không? Chị nói mưa phải không? Đang mưa râm. Cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai trong phai. Lời nào không chuốc trà hy tình nào luôn thấm hoài. Anh không dằn lan nhưng tiếc buồn riêng anh. Vì anh nghèo anh kém người yêu đã có chồng. Trời ơi, là, dạ vừa mưa mà vừa tình cảm luôn á. Anh nói thêm em không à, em nói giờ có mình anh nè, anh nói em lấy chồng. Cái mà thấy em im điềm quá rồi để em hát vậy em mới nói chuyện được. Em dài mới nói em. Thật đó. Hát nhiều được á, đủ dạ. Ha. Có mưa chưa chị Năm? Có. Hát có nhiều khán giả nghe chưa đã đâu. Có mưa chưa? Mưa ra mới chứ. Mưa ra mà. Bởi vì là em nói cơn mưa này không dứt. Không biết mình làm gì mà mình ấy mà cũng là trung niên tuổi rồi mà không biết mình hát vậy không biết. Có khùng điên gì không chị Năm? Quá ok rồi. Thôi rồi mà hát nè, vu vơ vậy đi cho nó thanh thản tâm hồn chị ơi. Ok còn gì nữa à. Hồi là sao mà ông anh hả chú? Dạ phải ấy mình thịt cho nó săn cái mình tha chứ sớm quá nó khét thịt đó chị. Một hồi ăn cơm thôi, trời mưa găm găm dữ gã rồi ha. Găm ăn cơm sườn. Dạ. Cái bản nhạc em hát cái đoạn khúc điệp khúc hồi nãy chị biết tựa gì không chị Năm? Tựa gì chú? Đoạn tái bút. Dạ, đoạn tái bút nhưng mà đoạn tái nạm sao? Rồi bữa nào làm món đó luôn. Pha nước mắm lên ơi. Nước mắm nãy giờ nóng nước sôi nè. Nó cũng chị mình ăn cơm tấm á, mình làm nước mắm kẹo ăn ngon lắm chị. Nè múc cho 5 miếng. Kẹo ha. Bữa nào muốn ăn 5 á. Dạ. Để ăn chay chị. Mình cho vô 2 miếng chanh. Quá chanh nước luôn. 2 miếng chanh vô. Xong. Mình cho tỏi ớt vô luôn. Mình chở miếng lá mình bỏ vô cải chua. Quá mình đánh cho đều. Quá trời kẹo chị ơi. 98 mới làm cây nước mắm hấp dẫn được chứ. Tô dạ. Chứ quên là keo. Cắt tô trước mặt thì nó có keo được rồi. Chị Năm ơi, có gì đâu, nó lộn nó lại chứ có gì. Nó lộn nó lại mấy hồi nè. Không có mắc mắc đồng chuông nữa đâu. Đây, mình trộn lên chị. Đó, mình bỏ tỏi ớt ở đây nè, mình trộn lên. Một chút là mình ăn cơm sườn hết sảy luôn chị ơi. Chị Tám lỡ cha tay, chị góp mặt ăn chúng chú Tám. Dạ, dạ, đợi vậy chị Năm ơi. Giúp em nha, chị nói chị Năm, em bị bữa nay là than nó là hơi nhiều, hơi nè, nó mất ngon.
thấy như sao mà cục thịt nó như là quay như vậy. Wow, quá xa cả nè. Quá xá cà ná luôn. Wow, mời. Mời cả nhà thông cảm nha. Lửa quá trời bữa nay. Mua cái thang này quá trời ấy rồi. Bây giờ mình quét nè, mình để gì đây mình quét. Chứ để chảnh mình quét không kịp chữa tay nó khét. Đó, mình quét lên cái bắt đầu mình bắt cho lên cái nữa cho nó cút mặt ông vô. Với cái lớp mặt không này nó đỡ lắm. Mình chống là mấy con kiến này nó bu lên nó té chân à, thấy thịt này là nó bu lên là nó phải té thôi, mật ong nó chân chân nè. Cái cọ này cũng ở đây không có bán cái cọ này đâu, cọ này mất tiền lắm. Trời, rồi thôi bây giờ mình chở lên nó có về dưới nữa. Cái cọ nó mất tiền hả chú Tám? Dạ, cái cọ này em làm em rửa kỹ, em cắt em viên viên cái mối em làm. Em có nướng thịt nữa em lấy ra em làm chứ không dám bỏ em làm đâu chị. Cọ này mắc tiền mà ai cũng mua được chứ chú Tám ơi. Mua được mà sợ làm không được nha, mới giống vậy như em rồi. Chết người, dư gió chịu, xin lỗi chịu không nổi à. Rồi thôi. Rồi, ok. Rồi mặt ong mình cũng phết đều hai lớp rồi đó. Giờ mình để lên mình chỉ xong lại thôi. Thấm mặt ong cái là mình ok. Thang này bây giờ có con bò lóc cái đùi với cái sườn cốt lết nó mình nướng luôn chín luôn. Nó xong mùi thơm xong lên chưa ăn mà mồ hôi đổ mùm đốt hết chứ. Hồi quá. Mồ hôi quá trời. Em nói cái thang này bữa nay chị là mình nướng hết thịt mình rồi là phải có cái sườn bò nó mình nướng luôn á. Chín luôn. Dạ. Rồi cũng đã mình phết mặt ong rồi, cũng chín thôi, vớt ra. Ồ, thơm. Anh ơi, canh của em cũng xương nó cũng mềm rồi anh. Rồi em nêm luôn ạ. À. Dạ, nêm rồi nếm rồi. Không em cho cà gót đồ vô đi. Cà gót vô hả? Tay rồi. Ôi chị Năm ơi, chị Năm. Quá hấp dẫn hả chú? Rồi, thôi, ai nướng chị Năm? Cũng như ai nướng không? Rồi, mình chuẩn bị tiếp. Xương nãy giờ mình hầm á, nó cũng mềm rồi nè. Mình cho cà rốt vô trước. Cà rốt nó lâu chín hơn khoai lang tây. Đây, mình cho vô luôn. Mình xách cà rốt đó, có bông, có hoa, dòm á, dễ thương đâu á. Hấp dẫn luôn. Giờ em xách cho nó đẹp cỡ nào cũng vậy, hồi cũng vô miệng hết trơn, vô bụng hết. Rồi mình chuẩn bị vị thứ hai. Rồi làm vị làm để mình xèo đi. Cục bự mình cho nằm giữa. Anh ơi, anh nhớ nướng lạc xưởng nha anh. Rồi một hộp nướng luôn nè, sẵn sàng luôn. Dạ, canh chứa canh chín giờ cái anh chiên hột vịt ốp la luôn anh ơi. Lạp xưởng đúng ra là thường là chiên mà bây giờ nay anh nướng sẵn có lửa mình nướng luôn anh ơi. Cái này nướng đúng rồi, anh nướng thường nó thơm hơn. Dạ. Lạp xưởng anh nướng em thơm ăn cực kỳ ngon. Chị 98 mắc sắc nhiều đây, chị Niêm 98. Dạ Niêm em đi chị. Dạ em chị em chuột khớp quá. Người này thì mắc cái này, người kia giúp đỡ qua giúp đỡ lại. Hai muỗng nhỏ hạt tiêu. Này súp này bữa nay hết sảy luôn chị ơi. Ngon từ thật. Ngon từ thật. Ngọt từ xương luôn hết tám nha. Mình đi một cái bình trộn lên nha gì. Rồi, đây nước la luôn rồi. Đây chảo nó cũng nóng rồi, mình cho dầu vô rồi. Mà
thấy tiện lợi mình nào cho anh ăn lập xưởng anh chiên không ha, mình nó thành thốn vậy mà bây giờ sẵn than anh nướng thì công nhận phải nói nướng nó thơm hơn sườn chiên rồi. Phải nói được khác mình không nói khác nữa. Khác là khác rồi khác nữa. Chị Năm ơi, chị Năm ơi, đi chú máy múc xình nó quấy gói mình nữa rồi cả. Mới cửa xong ấy. Nó hồi sáng giờ bị gác quấn chiên dịch đó đó. Rồi như chiên dịch bị gãy gì đó, hai mấy ổng đi chớ ra chợ mua gì mình về bắt đầu là nổ tiếp rồi đó. Nên lưng không đi sửa hả vợ? Ừ. Chắc này là một mấy mà chưa chịu nghỉ trưa nữa. Giờ chưa chịu nghỉ ra thôi. Chắc nó tranh thủ nó làm rồi biết Tết bằng dao đó, mày bằng dao ăn Tết á. Không có lâu đâu, cỡ chừng hai mấy à, nghỉ rồi. Công nhận là xưởng nướng công nhận phải nói nó khác hơn thanh chiên. Mình luộc rồi nè, nãy chị Năm chỉ luộc sẵn như mình á. Nhiều nướng nè. Chạy hả? Chạy đâu? Chiên nướng thịt với lạp xưởng này cái mùi bốc lên cái thơm quá, cái mồ hôi ra tưởng nó khóc quá lạ. Yeah. Em làm. Em chép la nè anh ơi. Em nấu la kéo ha. Vậy đó một người là dĩa cơm với hai cục thịt với một miếng ốp la, vậy là mình ai nó ăn nha, không ai xâm phạm bạch hạc thắng đó nha. Hát trước nha. Hát trước, ngồi nhờ, ngồi dòm người sao ăn. Đây, để em gấp đồ ăn lên sẵn. Chị Năm, vợ em đang bệnh với cơm. Tại Năm này đó, em kiếm cục nạp gì vậy đó. Miếng sườn, một miếng ốp la. Vợ mình chiên vậy đó, gồm ốp la vậy đó. Mình ngừng miếng rồi, mình lại ăn hả Năm? Ngon. Bánh mềm này, miếng sườn, ốp la, giờ cơm sườn mình cũng đã chín, mình dọn sẵn đây, thôi mình xin mời ông bà cô chú mình dùng cơm sườn với gia đình mình nha. Mời quý bà con cô bác dùng cơm sườn với chú Năm nha. Mình mời gia đình dùng cơm sườn với gia đình mình nha. Mình mời các bà cô chú dừng cơm sườn với bà Tám nha. Nói nhiều lẹo lưỡi nữa. Rồi để anh cha nước mắm cho anh Năm trăm có chén nước mắm. Trời ơi, vậy cơm Tám hấp dẫn quá anh ơi. Rồi cả nhà cũng thông cảm nha. Bữa nay bé Vi mất bận đi học buổi chiều rồi. Bữa nay lớp là học xây lại buổi chiều. Đã bé Vi đói bụng rồi, bé Vi nội đút cơm ăn rồi. Bây giờ bữa nay vắng bé Vi bữa. Mai bởi vì sẽ có mặt tại sân khấu này. Sân khấu luôn hả? Sân khấu luôn. Năm bữa nay em làm nước mắm kẹo cho anh Năm ăn anh Năm. Ngon rồi đó. Cũng hên ha chị Năm. Là nhờ thôi bây giờ clip mình bữa nay hơi trễ ha. Vì ba cái máy sáng giờ hoạt động quá trời luôn. Hồi nãy tội nghiệp là mình xin phép mấy ông múc xình á cho mình được giờ chục phút á. Bây giờ để im im là chào. Cũng chào được mắm luôn. Chị Năm quạt này em quay sẵn điều nào đó chị Trang đi. Rồi nước mắm mà vợ làm kẹo nước mắm ăn cơm sườn là vậy, cơm tắm cũng vậy, nước mắm phải kẹo như nè. Cơm tắm là nước mắm vừa ăn quá. Nước mắm khắc sảy nè. Vịt ốp la nữa nè tiếp. Dạ. Sườn mình nướng, lạc xưởng mình cũng nướng, có mình hộp vịt mình chiên à. Hộp vịt mình chiên ốp la. Quá sảy rồi anh ơi. Lạc xưởng nướng á, nó thơm mấy mời. Rồi Tám mình chợ có mua không? Mà thêm Tám biết gì không? Mua vô chuột, dạ. Trộn. Ăn bữa nay thì tôi nghĩ là hấp dẫn ngon hiểu á, nhưng mà dán cháu nội thấy cũng buồn. Hay buồn. Vì có cháu nội nó chót chét chét mà vui. Có cháu nội vui. Tại tại móc cái máy móc bụng á anh, móc dạ. Người cái mình chờ á, mới chở vợ Quy nó đi học. Mình thử mình ấp sườn, mình nướng mình phải ăn thử trước mới được. Sườn mình nướng gần chín anh chắc mặt ong vô anh Năm. Vì nó mềm nữa. Mềm thơm quá anh Năm ơi. Mềm mà thơm. Bóng bóng nữa chú. Dạ. Thơm. Em đưa cho anh cục nạc á. Quá hấp dẫn anh ơi. Bữa nay sườn á, mình làm ăn còn hơn là ngoài tiệm ăn nữa. Chắc ăn sườn quá. Quá hấp dẫn rồi.
Chị Năm ơi, bữa nay ăn sườn nướng nhiều chị Năm ơi, cơm hạn chế là bớt chứ. Sườn nướng hả má chú? Dạ, sườn nướng, bị sườn nướng ốp vừa ăn. Chị ơi, chị ăn vô đeo chuột ngon đó chị. Vô đeo chuột nó giòn. Ừ. Dạ em có nấu miếng canh súp riêng cho anh nè. Ừ. Để em lấy chén cho anh Năm vừa ăn vừa hấp nha. Múc một chút sẵn cho Năm nè. Anh ăn phải ăn tay đi. Rồi gót để em ăn. Gót nó hơi cứng. Mà nó cũng chín hết rồi, mềm hết rồi. Có chưa phải ăn tay đó, em lừa cùng nạt nè. Đó, anh Năm vừa ăn vừa hấp đi. Được, được cay. Mình ăn cơm sườn này mình phải có miếng canh cho anh Năm anh hấp. Mình quên trong giấy thêm đi. Dạ. Sáng miếu một dịch ốp la. Giờ khéo quá, ốp la gì mới đúng nè. Nó, dạ. Cái chồng đỏ nó còn sệt sệt nè em. Dạ anh chiên cái chồng đỏ sệt sệt đó anh. Đúng là ốp la. Béo ngậy. Có anh ăn chút hạ mồ hôi luôn đi. Sức hạ mồ hôi luôn. Sức hạ mồ hôi luôn. Chứ thằng bữa nay làm trễ hả, đói ha. Dạ trễ mà ăn cơm sườn nó là vô tháng tám ha. Vô leo chuột nó giòn giụm mà chị. Quá giòn bởi vì thôi nãy em cũng có chừa cho bởi vì phải không? Dạ thấy là thích sườn sườn mà chưa có xương xương. Dạ vô leo giòn giụm à. Quá hấp dẫn luôn. Hộp vịt á em chiên á nó còn sống sống vậy á. Béo anh. Nó béo anh rồi. Trường ốp thiệt là vừa ăn. Dạ. Có ông giống mềm thơm. Ăn cốt lạc sữa anh nướng nè. Không có ông Vy đây, phải có ông Vy đây cho bà gái 10 điểm rồi. Dạ. Rồi trên 10 luôn. Lớp la. Hơi lên thật là gì dạ. Sẽ nói mấy ông mới đúng lớp la. Lớp lớp. Lớp la mà chín quá rồi rồi lớp la. Lạc sưởng nó ngon vậy anh. Ngon quá trời ngon. Nướng á. Dạ, lạc sưởng nướng ngon hết sạch. Lạc sưởng này chị Năm chỉ luộc trước á anh. Lạc sưởng này là chị Năm chỉ người ta cũng làm bán tết á. Chị dạ. Thấy ngon á, mối ăn mà hàng năm á, tết nên chị cũng mua mấy ký để dành á. Sưởng mình trụng nước sơ sơ rồi cái mình nướng lại nó rất ngon. Lạc sưởng mềm ngon hết chị Năm. Ngon thế. Tại mình luộc trước đó em. Dạ. Mình nấu luộc trước đó chứ nhắc nè. Dạ. Hôm nay bằng cơm mình thấy trống trải quá ha. Đây mình ăn miếng sườn của chồng mình nó ốp đây. Sườn ốp nè, mặt ong nè. Ăn sườn em phải ra tay đi em ơi. Dạ. Anh em mình chỉ anh ơi. Được không? Được. Nó gửi cho em á. Ừ. Trời ơi, chồng ốp vừa ăn quá. Quá khen chồng ta. Dạ. Ơi. Anh chị nào làm cho em khen đây. Anh Năm chị nào khỏe lại được. Ông Năm mỗi lần cũng nấu nướng không á. Chúng tám ốp sườn miệng xuống đó. Em ốp. Dạ quên á. Không thể nấu mà dám khen chúng tám được rồi. Rồi thua hai người. Em góp chồng á, góp công của chồng em. Thua hai chị em nhà này rồi. Miệng xuống chú ơi. Là nướng muốn phỏng tay luôn nè. Dám khen thím tám luôn rồi. Bỏ chân với chị luôn. Quá bên ăn tới công trường chưa ơi. Mắm vừa ăn thật ớt thơm bỏ súp năm súp này năm khỏe. Anh cho anh miếng mắm đi anh. Đạt ha. Dạ chút rồi. Cái gì vậy? Nước mắm bao la. Nước mắm anh làm kẹo sệt sệt cho ăn nó ngon. Đó. Anh cơm tắm ăn nước mắm vậy là hết sảy anh Năm ha. Bỏ đây. Sườn ngon là sườn cũng ngon. Mà người chiên trứng cũng đẹp. Quá. Tự khen. Rồi. Mang thêm cục thịt nữa coi.
này thấy ăn thịt ngon ăn cơm. Để cơm xuống cả. Bữa nay thịt ngon cơm hả chú? Ngon cơm vậy. Đó. Gà tay luôn. Anh lấy cho anh 5 cục thịt với năm. Anh 5. Ừ. Nó đằng giác. À, thêm giác nha em ơi. Năm ăn được anh mừng quá chứ. Hết sảy luôn. Đỡ món này cái bộ làm được rồi ha. Được. Phải đỡ món cho nó là miệng chứ. Có súp nè. Súp luôn. Em làm nước mắm cho anh á, không có ớt á. Anh dễ ăn. Có ớt vô quá anh ho tội nghiệp anh quá. Sạc. Lần anh có ớt á anh sạc tội nghiệp anh quá. Sạc nó mệt thế mẹ. Dạ. Trời đang cái xe mình lạnh mát mà anh ăn cơm mồ hôi ra quá trời luôn anh. Thịt miếng này anh. Nói vậy em nói thật vậy. Chị ăn thịt nhiều nhiều đi chị. Có này thiếu. Nó không có cho nội đừng mắc cỡ nghe ngồi ăn mình lên đó nè. Bên này thịt sườn lâu có mắc cỡ rồi, ngon chứ em. Gà tạ luôn thứ 8 ơi, xe dạ. Dạ, chiên hấp la cái này đúng bài luôn. Đậm đỏ rồi sạch. Dạ. Vợ mình rồi. Sáng thì cũng gặp ớt 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 chim hiểm hiểm chà bữa nay tôi canh thêm đánh nói tôi nhiều quá thôi người tiếp tôi ăn chén đi nhiều quá rồi canh lên rồi rồi nè tiếp nồi chén đi canh trước dạ không biết canh canh hấp canh cải rết phải lăn tay à hết sảy luôn à bên này bổ dưỡng luôn bổ luôn anh ơi bên này ăn sáng mắt nữa anh gì năm đi tôi muốn trước đi đây muốn à củ cải được mút thịt nghe no quá đấy rồi cải không ừ làm cải đi nước không ừ tôi thì tôi làm chén mấy canh rồi với thêm một dĩa cơm một hai giác tôi bây giờ tôi thòm ăn hấp cái canh này nữa vậy đấy còn em lo cho hai chị em vậy mà cũng con xiên xỏ em hoài hai chị em cũng nó lén em hoài quên chuyện chút cặn nhằn này hả cần nó ngọt anh năm quá trời canh ngọt luôn chị Vinh nấu con tô canh cho tôi mà chương quá trời luôn hả dạ chị Năm giờ em có mua mít tráng miệng đó anh Năm ăn người miếng mít đi nè anh biết rồi tráng miệng dạ mít ngọt quá anh ơi ngọt quá quá ngọt luôn rồi mít anh Để anh tôi thấy vậy hay lắm nghe toàn cái mít tôi biết mít thái mít dừa mình dạ. Mít dừa mình nó vậy đó mít dừa anh mít dừa mình nó ngọt vậy chứ nó không có bị sượm mít thiên nhiên của nó thiên nhiên cái mít dừa của mình nó mềm hơn cái mít thái dạ em tính mua mít thái sao bà này mới đưa lộn em mít dừa rồi ngon á ngon dừa ngon ngon mỏng mình làm dễ ăn nữa mềm dạ. Có thái cứng uống nước lên năm rồi cơm sườn anh nào uống đi hấp thêm chén súp uống ly trà đá tỉnh người quá tỉnh luôn anh đang cơm trễ quá giờ cũng tỉnh quá trễ luôn à bữa ăn cơm sườn của gia đình mình đến đây đã kết thúc mình xin hẹn bà con cô chú video kế tiếp nha bye, bye.